sự xuất phát của thầy và khóa ngày 2009 á, là một cái sự đồng hành. Ngày mà các em bỡ ngỡ bước vào trường để mà học lớp 10 á, thì cũng là cái ngày mà thầy cũng bỡ ngỡ bước vào trường để nhận nhiệm vụ hiệu trưởng của trường chuyên Nguyễn Kim. Năm 2013 đó thì thầy nhận quyết định nghỉ hưu, cũng là một cái quyết định vào tháng 6. Thời gian nghỉ hưu ban đầu đó thì rất là buồn và cũng có những cái trăn trở. Thậm chí là có những lúc mà thầy thời gian đầu đó, buổi sáng thì thầy lại bỏ áo vào quần rồi lên xe rồi đi quẹo tay phải hay gì quẹo tay trái để ra cái quán cà phê, uống cà phê với các bạn bè, thì thầy lại quẹo phải theo cái hướng Trường Chiêm. Thì đi một đổi rồi thì mình sực nhớ là mình đã nghỉ hưu và quay trở lại. Và kỷ niệm mà thầy thấy rằng nó sâu sắc nhất á, những cái buổi chiều đó khi mà học sinh về hết rồi thì thầy ngồi ở bên văn phòng và nhìn ra cái tượng của cụ Nguyễn Kim và cái cội cây già, cây liêm vàng. Thầy nghĩ rằng bao thế hệ của nhà của học sinh của chúng ta đã đi qua cái ngôi trường này, đã dừng chân và mặc niệm trước cái tượng cụ, thì bao thế hệ đã trôi qua rồi và tiếp nối như vậy những lớp cái sống của một cái trường giang, thì những cái điều đó đã ghi đậm cái tình cảm trong cái lòng thầy, và thầy nhớ hoài những buổi chiều đó. Trăn trở thứ nhất là mình vẫn còn thương học trò và mình cảm như thấy rằng mình vẫn còn sức khỏe để tiếp tục phục vụ trong cái nghề dạy học. Thứ hai nữa là những cái việc mà mình chưa làm được cho trường, nhưng mà thời gian nó cũng nguôi ngoai. Chợt nhớ lại năm 2006, những khuôn mặt bỡ ngỡ, ngây thơ, có phần giáo giác khi mà chúng ta dự cái ngày lễ khai giảng. Và đến năm 2009, các em rời trường. Các em như những cánh chim tung bay vào các cái con đường hướng nghiệp. Và đến nay 2017, 11 năm đã trôi qua từ ngày 2006 đó. Bên cạnh những cái lo toan của cuộc sống thì chúng ta cũng có những cái hồi tưởng về ngôi trường của chúng ta thời còn trung học. Có thể các em đang công tác ở trong nước, có thể các em đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đến cái thời điểm này các em cùng hướng về nhà trường, cùng hướng về hội thao ngày 1 tháng Giêng của chúng ta với cái niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ tổ chức trên cái tinh thần đoàn kết hướng tới tương lai của một ngôi trường. Chúc cho các em sẽ tổ chức thành công cái hội thao đợt này. Và thầy trò của chúng ta sau nhiều năm xa cách đó, sẽ gặp lại để cùng ôn lại những cái buồn vui của chúng ta với mấy trường. Và chắc chắn rằng thầy trò chúng ta sẽ có những cái kiểu hình rất là đẹp để kỷ niệm ngày gặp lại của chúng ta.